Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay em muốn review kỹ về cái cặp loa Bát 30. Như tối qua lên sóng thì em cũng đã quay cho các bác xem về cái dòng loa DSO, dòng loa DSO và dòng loa BOB. Đây là hai cái dòng loa Bát 30. Đấy. Cặp loa này em bán cho anh gì ở trong Sài Gòn nhé. Nói chung là bán cả ba thì cũng rất là tiếc. Em làm khá là nhiều dòng loa Bát 25 rồi nhưng mà chưa có cặp loa nào mà nó cho ra cái chất âm hay như con này. Phải nói là cái tiếng quá là tuyệt vời. Các bạn đi mua loa các bác nên chú trọng về cái ruột gan, nội thất bên trong. Chứ đừng quá vì thương hiệu con này, nếu mà để thương hiệu nó chẳng có cái tên tuổi mẹ gì. Nhưng để cái dòng loa Bát 25 thì em chẳng thấy con nào hay được như nó. Hai phần tần nhé, phần tần chống chai tép này, phần tần bát này, rất là gấu. Bát khác gì JBL đâu, để nó nhìn này. Con này lời nó là siêu kinh điển. Như em đi mua đi buôn quen rồi thì em chỉ cần nhìn thôi, em đã biết được cái đôi loa nào nó hay, không cần phải nghe. Đi xem loa mua trên mạng thì nên chú trọng xem nhiều vào mới kiến thức. Đây cặp loa này là cặp loa ESO nhá. Hàng bãi nhưng nói chung nó còn quá là đẹp. Nó quá là đẹp các bạn. Cái điều để nhận biết được hàng xịn, hàng Bát có phải loa bãi hay không, có phải loa xịn hay không, các bác phải xem cho thật là kỹ. Em cũng đã nhấn mạnh ở rất là nhiều những clip giới thiệu về loa để cho các bác được biết khi mình đi tìm mua một đôi loa hàng xịn. Đối với những cái con Bát như này, nếu bình thường nếu nhìn nó quá là mới như này thì các bác sẽ nghĩ là đây cái Bát mới chứ không phải là cái Bát hàng xịn. Đối với cái dòng hàng mới thì nhìn cái từ nó rất là dại, cái từ nó rất là dại nhá, từ nó không giờ nó đen sẫm và nó không có cái theo năm tháng nó bị mốc lên, mốc trắng lên các bác nhá. Đấy. Và đặc biệt là nó cái keo này, những cái keo, những cái đường chỉ keo này không bao giờ có. Các bác cứ để ý kỹ, keo nó toàn được nó không bao giờ nó có lòi ra ngoài như này. Và đối với cái dòng loa xịn thì lúc nào nó cũng có một cái lớp keo, một là lớp keo màu hơi xanh như này. Đấy, còn hai là cái lớp keo nó hơi màu hồng hồng. Đội nói về xương con này quá chất rồi, xương quá là đẹp. Đấy, cái thứ hai các bác nhìn vào trong này nhé, con này là côn nhôm dây dẹp. Đây bên trong cái lưới chắn bụi này của nó là trên lưới mấy lốc nhé. Đối với dòng loa đẻo thì bên trong này nó cái lưới này của nó bằng sắt. Đấy, theo năm tháng nó sẽ, có nghĩa là chỉ thời gian ngắn thôi loa đấy là nó sẽ bị han. Cái này thì nó không bao giờ nó bị han. Đấy, nhìn. Xong rồi bắt đầu mình nhìn đến nhện. Đấy, nhện con này thì cái keo của nó bát này nó nặng lắm. Con này thì màng nó đóng cả số luôn. Quay những màu mờ này. Màng nó đóng cả số luôn nhá. Đấy. Màng đóng số sẽ đi lấy hàng xịn mà. Thì nếu mà bình thường nếu em quay trời tối thì soi những keo, nước keo của cô này thì nó sẽ là màu nó hơi màu mận. Nhưng quay ban ngày thì nó lại thành màu đen. Đèn nó soi vào thì nó không có màu mận chứ không phải màu đen. Và nhện là nhện đen nhé các bác. Như dòng loa Phaeto nhện nó cũng nhện đen. Còn đây này, các bác để ý kỹ này. Đấy, chỉ có những dòng loa xịn Sequin Vega hay là JBL Phaeto. Đấy, cái viền tôi là cái offer đó, các bác nhìn này. Nó quá là đẹp. Đây, tép của nó đây. Tép này thì hôm qua em đã cho các bác xem rồi. Tép này em tháo cả côn các bác xem. Chất lắm. Họng bằng gang nhé, họng gang đúc. Riêng để so sánh những dòng loa B3X 12 thì không hay bằng nó. Này hay hơn rất nhiều, tiếng Bát hay hơn, tiếng Czech hay hơn, lời hay hơn. Đây, họng nó bằng gang nhé các bác nhé, họng bằng gang. Này anh em dùng cái chất nó ra tiếng hay lắm. Ở đây là phân tần dối nhá.
toàn lưới hàng xịn luôn này. Đấy, tụ là toàn bộ tụ là tụ của Pháp. Tụ của Pháp đấy các bác nhá. Phăng xe này, phăng xe là của Pháp. Phần tần rất là đẹp. Cặp này có giá là 9.500.000 các bạn. 9.500.000 giá tại cửa hàng. Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em. Giá rất là tốt nhé. Hãng nó bán mấy chục triệu rồi. Còn đây. Ở đây là dòng loa BOB. Đây. Số lượng thì em mỗi một loại em có mấy chục đôi cơ. Các bác nhá. Các bác cứ thoải mái đi. Em mua cái giá nhiều được giá lô nên cái giá khi mà bán lẻ cho các bác thì giá cũng rất là tốt. Một lô giá nó rẻ hơn. Bình thường những cái đôi loa như này giá nó trên chục triệu cơ. Đây, tép Bay Ma. Tép Bay Ma của Tây Ban Nha. Còn bát là bát bát RCF xịn của Italy. Các bác nhá, đây là hãng BOB nó nhập khẩu bát tép xịn về. Đối với cái dòng này thì nó cũng sẽ có keo nhá. Hàng bát RCF xịn nó phải có keo và nó phải có mã số đóng. Các bác nhìn chưa? Đấy, còn đối với em thì em chỉ cần nhìn từ thôi. Đây. Từ đến 5 tháng nó sẽ hơi mốc sang trắng đi. Nó sẫm. Đây, màng phải đóng số nha. Và nhện là phải nhện ấy. Đây này. Nhện nó màu vàng, kiểu là vàng vàng như thế này nhá, chứ không phải là vàng kiểu là vàng chanh đâu nhá. Vàng chanh một cái loại vàng vàng khè đây này, cái loại đấy là bát đẻo nhá. Dòng này thì đánh bát cực kỳ sâu. Bát cực kỳ sâu này. Còn đây là phần tần của nó đi. Phần tần rất chất nha mọi người nhé. Con này tiếng hay lắm. Cầm này cũng có giá là 9 triệu rưỡi các bác nhé. Hai mẫu này. Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Địa chỉ tại khu phố Ngái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Trung Hải Dương. Còn đây là dòng CAF cá heo. CAF cá heo bát 30, bát neo hàng xịn. Đây, mẫu này nữa. Mẫu này là mẫu Oliverland bát 30 à, rất chất nhá. Bát này thì giá rẻ hơn. Tép Citizen này giá là 8.500.000. Rồi, xin chào các bác nhé.